gắng không còn nói đùa đâu nha. Ngày hôm nay là Tăng sẽ đi chơi solo với những anh cameraman hay là speaker hay TV man gì đó. Đấu tay như thế này này. Bên nào mạnh hơn thì bên đó sẽ giành chiến thắng. Có thể là các bạn sẽ không tin thắng win được mấy anh đó, nhưng mà các bạn hãy tin đi. Đầu tiên là Thắng phải tập gậy lò xo để cho cơ bắp của Thắng với cả sức mạnh của Thắng nhân lên 100, 1000 để Thắng đấu được cái tên camera cân của con nít này. Nếu mà Thắng được ý, thì Thắng sẽ chuyển sang đấu với chị TV Woman Speaker Pink. Và đây là ai các bạn có biết không? Đó chính là Speaker Man Titan. Nhưng mà hôm nay chỉ đấu tay thôi nên là anh đấy không mang theo vũ khí ở trên người. Không mang càng tốt. Và cuối cùng, ôi rồi ôi, phải gọi là oh my god luôn. Anh cameraman Titan nâng cấp chắc phải 3.0. Nhưng mà anh đấy cũng không mang búa, bởi vì đấu tay cơ mà. Thôi cứ đi tham quan như thế làm cái gì. Bây giờ là phải tập gậy lò xo lên sức mạnh 100 thì mới đấu được cái tên con lít kia. Mà ở đây là không có auto à? Ờ nhờ, đây rồi, auto này, auto bẻ gậy lò xo. Nhưng mà Thắng phải đi sang đây xem nào, người ta có bán cái gậy lò xo mạnh hơn, chất hơn không, chứ cầm cái gậy đẻo như này thì bao giờ mới lên 100 đây. Wow, kia rồi anh em ơi. Nhưng mà với cái sức mạnh của Thắng thì Thắng chỉ tập được cái quả gậy AC, cái quả gậy nhẹ cân nhất 10kg mà thôi. À đây rồi, Thắng đã tập được cái quả gậy cộng 2 rồi. Thì tập luôn, đổi luôn, đổi luôn cả sang cộng 3 rồi kìa. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Bây giờ là một lần tập là được 3 sức mạnh luôn. Nhưng mà Thắng có thể tự tin đi đấu với cái tên cameraman con lít này rồi. Nhưng mà khoan đã, cái gì đây? Sức mạnh mít cả boxing kìa. Oh my god, không phải là độc tập tay đâu, mà là phải tập boxing nữa nha. Nhưng mà Thắng cứ thử xem Thắng có chiến thắng được không. Vậy Thắng win nó được luôn kìa. Cái gì mà dễ vậy, chuyển sang tị TV Woman luôn. Kêu 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 kêu, không win được chị đấy đâu. Chị đấy mạnh quá, mạnh dữ luôn kìa. Sức mạnh mới cả đấm bốc 600 mà của Thắng mới có 300 thôi. Bây giờ phải đi luyện tập tiếp. Khoan đã, bên này là cái gì đây? À, bên này là tập boxing. Thắng có thể đấm mấy cái tên Skibidi này. Có cả Skibidi bằng vàng, nhưng mà thuộc dạng VIP rồi, nên là chỉ tập ở đây thôi. Khoan, bây giờ tập được cái cây gậy cộng 5 rồi nha. Chuyển sang cái cây gậy lò xo màu xanh ngọc bao giờ Thắng cũng không biết luôn. Người ta auto chuyển cho mình kìa. Khi nào bẻ hết lò xo ấy thì sẽ chuyển sang là tập tạ rồi các kiểu tập bao cát, các kiểu con đà điểu luôn. Còn bây giờ là 600 rồi. Đi tách đấu chị TV Woman. Vô luôn. Nào, bây giờ chấp cả chị đấy luôn nha. Ai mạnh hơn? Ai mạnh hơn? Rồi, chị đây vật mãi. Thắng vẫn chưa hết cái thanh xanh xanh luôn. Thắng chấp để chưa ấn gì luôn nha. Nèo, bây giờ ấn này. Nèo, 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 nèo. Nèo, 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 nèo. Nèo, 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 nèo. Chị Woman TV chỉ có 600 sức mạnh mà thôi, thì làm sao mà win được Thắng. Rồi, bây giờ Thắng mới để ý là cái khu này có tận 3 quả trứng luôn kìa. Một quả trứng thường, một quả trứng anh speaker bình thường và một quả trứng anh Titan speaker. Anh này mất tận 100 huân chương luôn. Còn bên này là mất 10 huân chương thôi. Bên này thì một huân chương cùi quá. Lại còn quả trứng mở ra Skibidi lên lại không thèm. Thắng chỉ mở anh Speakerman thôi. Đây này, đây này. Bên này mới có anh Speakerman Titan. Thắng sẽ để dành mở quả trứng bên anh này nha. Mà để dành cũng không được đâu. Thắng có thể quay vòng quay may mắn này. Vào anh nào đây? Vào phần trăm gì đây? Vào độ may mắn gì đây? Yeah. Wow, cộng 3k sức mạnh luôn. Như thế này là Thắng có thể đi đâu đi đâu đi đâu. Nhưng mà vẫn phải quay thêm một vòng nữa. Cộng tiếp 3k sức mạnh đi. 3k. Cộng huân chương, cộng 50 huân chương kìa. Thắng sẽ kiếm 50 huân chương nữa. Mà thôi đi, bây giờ là Thắng có thể đấu với cái anh Bing speaker này. Ôi giời, anh đấy có 3k sức mạnh thôi. Trong khi đấy Thắng có tận 4,7k luôn. Đấu. Lại thả nhá. Đấu. Win. Yeah. Cộng mỗi 25 huân chương. Thế này thì bao giờ mới mở được kìa. Ok luôn. Nào,
đấu cái lửa cộng 25 huân chương, thế là thắng đã có 100 huân chương rồi. Nhìn này, bây giờ thắng chuyển sang lưng cái quả tạ này rồi, mỗi lần lưng là sẽ được 10 sức mạnh luôn. Quả tạ này đang là cái quả tạ màu xanh này, xong tí nữa đến xanh đậm, màu đỏ, rồi 1, 10, 25, 50, rồi sau đó là 100 luôn. Kể ra là cái game này cũng dễ, hay là mấy cái anh kia nhả mình nhở? Đâu, không phải đâu, mà ở bên này vẫn còn một cái cánh cửa nữa. Wow. Thắng nhìn từ ngoài vào, toàn mấy cái anh VIP cơ bắp thôi. Nhanh, phải nhanh chóng hạ gục được cái anh cuối cùng này để sang cái cánh cửa bên kia mới được các bạn ơi. Cái anh Speakerman này là 25k kìa. Ok, 25k thì 25k, sợ gì, thắng sẽ phải mở FPS đấy đã. Mở luôn một lần. Ai đây, ai đây? Đây. Mở vắt được luôn cái con mèo của bếp này, bực mình ghê đấy. Thôi, có đó còn hơn là không có cái gì. Trang bị này, X4 luôn. Trang bị ok, có quà này. Một quà, hai quà, ba quà. Quà gì mà đẻo như thế này. Giờ là giờ thắng lại phải đi cày huân chương mà thôi. Cái ra là có 100 huân chương cũng dễ đấy. Thắng đấu 4 ván nào win được rồi. Quay. Vào anh nào đây. Ê, lại vào cái con mèo thối tha này. Không thích đâu nha. Lần này là thắng có tận 200 huân chương luôn. Mở một lần. Ui, đây rồi. Em này là em VIP luôn. Em màu đỏ nha, từ. Ui, em này là 7%. Màu hồng mới gọi là chất, có đâu màu xanh ngọc là VIP nhất kìa. Một lần nữa. Rồi, bên này. Hình như là lại ra một cái con mèo thối tha kìa. Bực mình ghê. Con mèo kia đâu, biến đi. Không phải đâu, mở ra luôn hai cái anh giống nhau X10 này. Sử dụng phát nó luôn. Và bây giờ một lần tập là thắng cộng 35 sức mạnh nha. Được rồi, còn lần này thì sao? Lần này là thắng sẽ đấu được cái anh speaker loa đen kia. Anh đấy chỉ có 25.000 sức mạnh. Không phải cái anh này. Cái anh này thì yếu nhất ra. Cái anh đột đỏ này cơ mà. Speaker Titan tháo hết vũ khí. Uầy, cộng luôn 150 huy chương. Đấu 10 lần anh này là sẽ được 1.000 huân chương đó nha. Ghê chưa, 300 đồ, đấu tiếp đi. Thế này tha hồ mà mở trứng luôn. Cho anh đấy một cơ hội cuối cùng nữa, xem là anh đấy có win được thắng không. Tất nhiên là không win được rồi. Bởi vì là thắng có 3 cái quả loa speaker màu đỏ đi để nâng cấp sức mạnh cho thắng, thì làm sao mà anh đi hạ gục được thắng. Người ta tặng thắng một quả trứng này. Quả trứng này mở ra ai đấy? Ui, vẫn mở ra cái quả speaker này, nhưng mà không biết là có VIP không đây. X5,5 là cùi rồi. Của thắng đang là X10 kia kìa. Đi ra đây mở tiếp mấy cái quả trứng xịn. À không, để dành sang bên kia mở được mấy cái quả trứng xịn hơn. Ở đây toàn là ra trứng đẻo mà thôi. Chút nữa 50k sức mạnh là thắng sẽ lưng được cái quả tạ đen đen cộng 10 sức mạnh kia. Đây rồi. Đã có 5k huân chương. Nhưng mà 5k huân chương là người ta không bắt trừ của mình đâu, mà là mình có thể đi xuyên qua bên này. Wow. Trời ơi, thắng sang bên này là người ta cho kéo cái quả tạ gì mà lê. Nhưng mà cộng có mỗi 25 thôi á. 25 chắc là VIP hơn bên kia rồi. Nếu mà sang bên này thì lại trở về cộng 1 mà thôi. Sang bên này thì cộng 50 luôn. Tuyệt vời. Và đấu với chị Speakerman nè. Ôi, nhưng mà chị đấy tận 3 triệu luôn, 3 triệu sức mạnh. Còn bên này là tên Skibidi 12 triệu, 40 triệu. Ui, camera nâng cấp cái gì mà ngầu thế này. Và bên này là anh TV Man 100 triệu boxing luôn. Wow, camera bằng vàng kìa các bạn ơi. Trời ơi, bên anh này tận 220 triệu. Và ở bên này sẽ có những cái con bếp nó ngầu hơn. Cái quả trứng này 1k, 5k, thôi, mua quả trứng 1k thôi. Được ai đây. Ui, một con này chắc là con cùi rồi. Chẳng biết con cùi bên này nó có hơn cái con cùi bên kia không. Bet này nhân 25 quá là ok luôn. Bỏ cái quả speaker này đi ra và kết hợp cái em này vào. Uầy, bây giờ sẽ cộng rất là nhiều luôn, cộng 70 luôn. Thắng sẽ mở tiếp một em nữa. Uầy, một chiếc camera cộng thêm hai camera ở trên đầu nữa. Em này chắc là tỷ lệ phần trăm ra là hơi bị hiếm nữa nha. Cộng bao nhiêu? Cộng 40 luôn. Sử dụng nè. Bỏ cái em X10 này ra. 40. Ghê chưa. Bây giờ cộng 100 luôn nha. Mở tiếp một lần nữa. VIP đi.
lại ra con mèo cầm quả búa. Một lần nữa thôi. Ai đây, ai đây? Uầy, ra luôn camera này, hay quá đi. Sử dụng luôn. Bỏ cái FX10 này ra, em camera X40. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Và bây giờ, một lần tập của Thắng lại được cộng 130 luôn. Nhưng mà, thế này bao giờ mới được 330 triệu để đấu với cái anh cameraman Titan ở bên kia? Đây này, anh này phải cần tận 300k sức mạnh cơ. Bao giờ mới được 300k sức mạnh? Nhưng mà kệ đi, để Thắng thử quay lại Thắng đấu với xem nào. Có win được không? Nhớ mày, sức mạnh của anh đấy chỉ là cái sức mạnh áo đi sao? Bạn... Ê, còn chưa có đếm 3, 2, 1 let go mà anh đã vật xong tay của mình rồi. Thế là chính xác là mình phải đi tập luyện đến 300.000 sức mạnh thì mới quay lại đấu với anh đó được. Bây giờ là chất luôn. Sau gần 1 tiếng đồng hồ Thắng tập cơ bắp tay thì cuối cùng cái sức mạnh của Thắng cũng đã đến 322.000 rồi. Bây giờ cái anh cameraman Titan này chỉ là tép diêu mà thôi. Solo luôn. Nhìn đây này, Thắng chấp luôn. Nhưng mà anh ấy vẫn rất là mạnh đấy. Nếu mà không nhanh tay thì chúng ta có thể bị thua luôn. Ui, đấu chiến thắng cái anh cameraman Titan này thì chúng ta sẽ được tận 1k huân chương luôn đây nè. Đấu luôn. Nhưng mà Thắng đang không biết là cái quả game này người ta làm có lỗi bị lỗi không. Phải tập mãi 1 tiếng, 2 tiếng thì mới bằng cái sức mạnh của anh này. Thế còn mấy cái anh ở bên này toàn là 1 triệu này, mới cả 2 triệu, rồi 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Thì đến bao giờ mới đấu được cái chị Speaker Woman này đây, tận 3 triệu sức mạnh luôn. Chắc là đấu với chị đấy xong là Thắng ngất luôn. Bây giờ mà để đấu được mấy cái anh này chắc là phải tập luyện thêm vài ngày nữa để cho sức mạnh lên mấy triệu thì mới phá đảo được. Mà chưa phá đảo được đâu, ở bên này vẫn còn nữa luôn đây này. Trời ơi, oh my god. Wow, bên này chắc là toàn 6 chấm cả 7 chấm. Toàn là ở cái tập mới ra thôi. Thôi nha các bạn ơi, bây giờ thì phải kết thúc cái video để tập luyện đây. Chứ vừa quay vừa chơi vừa tập thì còn lâu mới hết cái video. Cái video kết thúc tại đây nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.